thì Nicholas Jackson đã bỏ lỡ tới 11 cơ hội lớn. Odobet. Odobet. Qua người rất hay Odobet. Đánh đầu, không vào. Tốt hơn nữa dành cho các cầu thủ chủ nhà Burnley. Một pha xử lý kỹ thuật cá nhân rất điều nghề của Odobet đã tạo cho anh một khoảng trống cần thiết để tung ra cú quả tạt rất chính xác cho Goodmanson, nhưng rất tiếc là cầu thủ mới vào sân thay người của Burnley đã không thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Chơi được bóng này, Alvarez đường chuyền rất hay dành cho Nunes, đối mặt không vào, Alvarez không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Man City. Pha lên bóng cực hay của đội khách, Alvarez không hề việt vị và điểm chạm này cho Nunes là hoàn hảo, nhưng rất tiếc. Đó là hai tình huống cản phá liên tiếp của Jordan Pickford. Rất nguy hiểm, một sai lầm và đây là pha thoát xuống đến từ João Pedro. João Pedro chân trái, không được. Rất đáng tiếc cho Brighton và chúng ta lại phải dành lời gợi khen dành cho Vicario. Được chuyển về là của Pedro Porro nhưng Ben Davy lại không để ý. João Pedro có một nhịp đẩy bóng lên và sau đó anh quyết định tung ra một pha dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái. Odegaard. Odegaard làm gì? Chuyển sang. Đánh đầu vẫn không vào. Vẫn không vào và vẫn là Gabriel Jesus. Những cái ôm đầu và những sự thất vọng của các cổ động viên Arsenal. Lần này là vị trí đánh đầu và góc dứt điểm thuận lợi hơn cho Gabriel Jesus. Cơ hội đã mở ra rất rõ ràng rồi. Rất tốt, cơ hội đấy mất. Không vào. Tính đến trước trận đấu này thì Nicholas Jackson đã bỏ lỡ tới 11 cơ hội lớn. Một pha bóng mà Conor Gallagher đã tạo ra một đường chọc khe tuyệt vời. Một cú bấm bóng để loại bỏ thủ thành Dean Henderson. Quà tặng cuối năm từ K+, app K+ ưu đãi lớn, giảm tới 50%.